Trending video. Bác ơi, nếu như bác muốn massage hay làm đẹp thì bác cứ thoải mái tới chỗ của con luôn đón tiếp và hoàn toàn miễn phí. Ôi. Diêm. Diêm à. Diêm. Có thấy gì sợ? Chào anh bác sĩ ạ. Anh đã về rồi hả? Nè, tại sao Risa không chịu kể với mẹ là con bé có được một người bạn là bà chủ một thẩm mỹ viện nổi tiếng gì cho nghi chứ? Bác ơi, nếu như bác muốn massage hay làm đẹp thì bác cứ thoải mái tới chỗ của con luôn đón tiếp và hoàn toàn miễn phí. Ôi, bác hay lắm, nhưng mà cũng cảm ơn con nha. Con rất sẵn lòng chào đón bác. À, Risa đâu rồi con? Ghé tới chợ cô bé lâu lắm rồi đó. Hai đứa không về chung với nhau hả? Risa nói đi ăn cơm cùng với bạn à? Chắc là sẽ về nhà trễ một chút. Em đừng chờ Risa nữa ghét à. Em về trước đi. Nè, sao chúng ta không mời ghét ở lại dùng với chúng ta một bữa cơm? Ghét không ăn tối đâu mẹ ơi. Risa từng nói vậy. Nên cô ấy mới có dốc dáng như vậy đó. Vậy hả con? Đúng vậy. Vậy thôi con xin phép về. Lần tới con tới tìm Risa cũng được thưa bác. Con xin phép bác. Tạm biệt con, để bác tiễn con. Không cần đâu mẹ, cứ để con tiễn cô ấy cho. Anh đã nói là em đừng làm phiền đến mẹ của anh nữa rồi mà. Vì anh không chịu nghe máy của em. Anh còn phải làm việc nữa. Lúc trước anh cũng làm việc mà. Anh à, anh cứ nói thẳng với em cũng được nữa, rằng bây giờ anh đang cảm thấy tiếc chuyện của Risa, nhưng anh vẫn muốn giữ lại em. Em chịu được mà. Đó chính là lý do em mới tới làm thân với mẹ của anh đó. Vì kể từ bây giờ, ngôi nhà này, cả ba người chúng ta sẽ chung sống như vợ chồng cũng được. Em giở trò gì vậy? Em không giở trò, mà em làm thật đó. Em đừng có đổ lỗi là do anh thay đổi, mà ngay cả em cũng thay đổi đó. Trước đây khi anh nói cái gì thì em cũng nghe hết, nhưng mà bây giờ anh cấm chuyện gì thì em vẫn cố làm. Em hãy về nhà của mình đi. Trước đây anh chưa hề xua đuổi em như vậy. Em về đi. Sai sỉnh như một con chó. Ôi trời, nhìn kìa, không lẽ sai đến thành chó luôn rồi hả? Nên không còn hiểu tiếng người nữa hay sao? Anh làm ơn câm miệng lại đi. Bị tạt rượu như vậy là vẫn còn nhẹ đó, mà phải bị đánh mới đúng. Nên dừng lại. Bỏ tôi ra. Cô bị điên rồi sao hả? Đi thôi. Mau ra ngoài. Bỏ ra trước. Mau bỏ ra. Nè, cô đã sai lắm rồi đó. Cô mau về nhà đi. Tôi không về. Tôi không cần anh quan tâm tôi đâu. Đi. Thôi đi, làm ơn dừng lại đi. Mỗi khi cô không giành được đàn ông thì cô lại uống say như vậy. Tôi hỏi thật cô đó,
Suốt đời cô đi giật chồng người ta, bộ vui lắm hay sao hả? Không cần anh phải dạy đời tôi. Nếu như anh tốt đẹp hơn tôi thì anh cũng sẽ không tới đây đâu. Với tư cách là chồng cũ của cô, tôi muốn cho cô một lời khuyên. Chồng cũ hả? Tôi không cần. Một người như anh không có tư cách làm chồng tôi, thậm chí là tư cách của một người cha. Tôi cũng không cần anh làm đâu. Cô muốn như vậy đúng hay không? Cô muốn như vậy cũng được. Nếu như việc gian díu với đàn ông khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc thì mặc kệ cô vậy. Tôi không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ có được thôi. Mình sẽ là người vợ số 1, là người vợ duy nhất của anh ác.